Chào anh em nha, chào mừng cả anh em đã quay trở lại kênh của mình nha. Nay tiếp tục ở các cụm xe vào mới thì quay trở lại với cái event vòng quay may mắn anh em. Thì vòng quay để anh em săn những cái bộ set huyễn hóa cũng như là mua cái hạt nhân huyễn hóa bộ anh ạ, để úp những cái dòng chỉ số ẩn đây. Thì mỗi một cái bộ huyễn hóa thì nó sẽ cho những cái thuộc tính riêng. Thuộc tính riêng đây này, anh em có thể thấy. Thì mỗi một bộ thì khác nhau thì nó sẽ cho ra một cái dòng chỉ số ẩn khác nhau. Thì đây là một trong những cái event để anh em có thể là lấy được những cái dòng chỉ số ẩn này, giúp cho con là có anh em khỏe hơn. Chỉ event này thì về lực chiến nó sẽ không có tăng nhiều anh em nhé. Đó, hoặc là anh em có thể lấy được những cái dòng ẩn từ cái việc mà kích bộ đầu, kích hoạt các cái mốc của cái set bộ. Anh em lấy cái chỉ số ẩn đấy. Đây, ví dụ liên kích. Đấy, anh em kích được hai món giáp, vũ khí giáp thì anh em sẽ lấy được dòng liên kích này. Đây, sát thương bỏ qua này. Đấy, ngoài ra thì những ở bộ vũ khí chính thì nó sẽ có thêm được những cái dòng chỉ số ẩn khi mà anh em kích những mức 2, mức 3. Còn vũ khí phụ với lại các cái bộ giáp thì nó sẽ không có anh em ạ. Đây, bộ giáp anh em có kích lên tầng 2, tầng 3 thì nó cũng vẫn chỉ tăng các cái chỉ số về đăng phòng ngự cũng như là tấn công thôi, chỉ số cơ bản thôi. Thế về mặt chỉ số ẩn thì sẽ không có không có anh em nhé. Thì đó, anh em nào muốn up thực chiến thì anh em cứ quất full toàn bộ các bộ huyễn hóa để lên level 3. Nhưng mà nếu mà anh em chơi ẩn thì anh em không quan trọng cái này quá nhiều, mà anh em chỉ quan trọng như mình là một là kích kích được các cái mốc của bộ này, ví dụ như giáp vũ khí thì kích mốc 2 này, sưu tập đủ một bộ đấy anh em. Đấy, giáp thế. Rồi cái vũ khí chính thì anh em sẽ kích lên cho mình tầng 3, huyễn hóa level 3. Đấy, chỉ tập trung vào ba cái này thôi. Ok. Đó, và còn cái chỉ số ẩn của từng cái bộ hạt nhân đó, thì anh em có thể lựa chọn cho mình, anh em cảm thấy là cái hệ thống chỉ số nào mà anh em cảm thấy ok thì anh em lựa chọn cho mình. Thì đối với các cụm xe mới thì cái chỉ số mà xác suất thì nó sẽ quan trọng hơn. Thì anh em có thể tập trung vào nâng các cái xác suất của những cái đòn đánh này lên cao để tăng cái việc mà gây được những cái đòn đam như thế. Rồi sau này thì khi mà chỉ số xác suất nó lên cao rồi ấy, nó tiệm cận là ví dụ như 60 70 hoặc là lên những cái mốc bão hòa ví dụ như là 8 8 ngoài 80 ấy, anh em cộng vào nó không lên được nhiều nữa thì lúc đó mình tập trung mình bút vào cái việc mà tăng sát thương nhiều hơn. Ok, thì cũng như các event khác thôi, event này thì nó cũng có bán các gói ưu đãi anh em. Thì gói ưu đãi của event này nó cũng khá là rẻ. Giá gốc của nó là 815k này. Anh em nạp chiết khấu bên mình thì nó chỉ khoảng có 649k thôi anh em. Mình sẽ nhận được tổng là 22 phiếu đổi của cái vòng quay bên trên. Vòng quay bên trên. Đó, và 65 phiếu đổi vé quay của vòng quay bên dưới, cùng với 250 phiếu đổi cho trước, để anh em có thể đổi trong cái shop đổi này. Anh em lấy những cái món, những cái bộ huyễn hóa. Đây, bộ huyễn hóa đây. Đó, hoặc là lấy hạt nhân vũ khí này, tùy. Hoặc là anh em có thể là đổi lấy những cái thánh khí khát máu, là linh lăng hay là giáp cứng, những cái thánh khí mà anh em chưa có nha. Ok. Rồi thì bây giờ mình sẽ vô mình quay cho anh em xem. Ban sáng thì cũng đốt hết gần 40k kim cương rồi anh em. Để quay quay được 600 lượt của vòng quay bên dưới này. Thì bây giờ mình quay tiếp tục. Mình sẽ quay tiếp tục cái vòng quay bên trên. Cái bộ này thì mình đã full rồi anh em ạ. Cho nên là mình sẽ chỉ quay hết 20 lượt của cái vòng quay bên trên này, để xem có lấy được cái hạt nhân giáp huyễn hóa này hay không. Tại vì cái sốc đổi, event sốc đổi đợt trước thì nó lại cho cái, nó lại cho là cái bộ giáp thiên thần này anh em ạ. Thành ra bây giờ anh em có quay thì nó bị dư, thì anh em lại đem đi phân giải thì nó cũng khá là phí. Cho nên là mình sẽ quay hết để xem có lấy được cái hạt nhân huyễn hóa này không. Còn lại thì mình sẽ dồn xuống vòng quay bên dưới để mình lấy nốt những cái, để sưu tầm nốt những cái bộ vũ khí này. Đấy, để lấy dòng ẩn anh em ạ. Ok, chiến thần hắc kim đã đổi hết rồi này. Vậy là mình còn cần khoảng 500 này, 900 này, 1k mốt này, 1k mốt điểm ở shop bán lại.
Cái này thì chắc cần thêm mấy món đấy, hai món đấy à. Hai món này thì hết 500 nữa thì hết là 1k6, 1k6 phiếu đổi. Cái này đổi thêm cái đá linh lăng nữa các bạn. Cái đá linh lăng này là để đấy, nó để mình tăng cái khí linh năng lên để lấy cái hiệu ứng phòng thủ nha. Ok. Rồi thì bây giờ mình sẽ quay nhá. 1k6 mà trừ đi 250 thì là còn khoảng 1.350.000 phiếu đổi là mình sẽ full. Ok, bây giờ mình sẽ quay vòng quay bên trên trước nha. Là để mình dọn kho lại đấy anh em ạ. Nó đang ở trong cái một con run mà cũng kinh nghiệm đang maximum rồi. Nên là mình sẽ ăn hết những cái viên đá này đi mua quý nha anh em. Từ ngày mai thì chắc là mình sẽ giữ lại cho ngày kia mình ăn, mà cô đun xong thì mình cắm FP lên là vừa. Không quay may mắn này. Ok, anh em nhớ là làm những cái nhiệm vụ hàng ngày đấy anh em nhé, đánh bot này, rồi đánh bot chín đường cổ này, bot cá nhân này, đấy mua gói ưu đãi nữa để mình lấy thêm những cái lượt phía quay. Trong chờ đợi thì mình sẽ chạy lên xem có con bot nào ăn không nha. Ôi, được viên ngọc thức tỉnh nha. Thì mình tắt cái âm nhạc đi. Ok, sẽ quay luôn cái vòng quay này nha anh em. Cái vé quay này nó còn dư ra thì anh em có thể để có các event sau anh em sử dụng nhá, không có sao cả. Ở đây thì nó có cái điểm may mắn anh em ạ. Nếu mà anh em quay mà anh em chưa ra được cái điểm, chưa ra được những cái món thưởng hiếm này này, đấy, những cái món thần trang này, thì cứ mặc định là full 20 điểm may mắn thì nó sẽ cho ra một món cho anh em. Ở đây ra được luôn cái hạt nhân tiến hóa rồi. Vậy là ok anh em ạ. Rồi, cái kia để chút nữa mình sẽ quay lại sau nha. Mình sẽ quay shop bên dưới ok hơn anh em. Ôi, 200 mấy chục vé luôn. Những cái event thì anh em nạp cái gói ưu đãi thì nó sẽ rẻ hơn nhiều anh em ạ. Sau đó thì mình sẽ bắt đầu mình dùng kim xanh, thiếu thì mình bắt đầu dùng kim xanh mình quay sau. Nhưng anh em chơi tầm trung thì anh em mua full gói ưu đãi 649k là cũng sở hữu được. Chọn một cái bộ giáp để anh sưu tầm và cái tủ huyễn hóa của anh em rồi. Chơi la ra như vậy là ok, nhưng mà thể nó đã bị thọt không ạ. Đặt cái ca nó vẫn khỏe anh em. 60, 60 kim xanh một người. Mình chơi vui nhưng mà mình cũng nên đầu tư một chút để chơi cho nó game cho nó thoải mái nha bạn. Chứ không có chơi mà bị ép bị hàng quá thì nó cũng khó.
bán rồi các bạn. Mình vừa xúc đổ à, mình đổ những cái món này cung cánh về diễm. Cây sợi cái này thì nó chỉ tăng chỉ số cơ bản thôi nha, 70k trên phạm vi 147m, 145k trên kỹ năng này. Cái này tăng xác suất đánh hoàn hảo đấy nha, bỏ qua phòng ngự khá là ok nha. Cái này thì có chỉ số ẩn này, mà cái trên thì không có. Để nó tăng sát thương xuyên tâm, sát thương đánh hoàn hảo này. Nhưng mà cái này nó chưa ra event để lấy cái cánh này, cho nên là chắc phải đợi event nữa nó sau thì em bổ sung dần cái bộ này lên 3 được. Đây là 9 mạng. Còn bây giờ thì chưa các bạn. Sát thương nhất đánh 9 mạng này. Rất phù hợp cho hệ ép trí nha. Xong gấp đôi. Event kia thì mình đã lấy cái đá giải phóng này rồi các bạn, lấy full cái thánh giáp rồi, thánh khí rồi, cho nên là bây giờ mình sẽ không cần là lấy cái này nữa. Em sẽ đổi cái thánh khí linh năng này em.
lấy full cái thành khí linh lăng luôn anh em. Cái phiếu đổi mà dư thì anh em vẫn để coi bên sau cũng được. Lên thử xem lên nó bao nhiêu đó anh em ạ. Thành Huy. Một trăm mười tám rồi. Ok, cố gắng để xem có lên được 170 không anh em. Này là hết 400 đấy em ạ. Cái này nó không có cho chọn đổi một phát đổi full luôn cho nhanh anh em, bắt khách hàng nhập tay kỳ quá. Ôi ngon, lại được thử quý 230 mấy vé anh em ạ. Xem lên được 170 không anh em. Lên 170 nha, nhà lấy cái giảm sát thương xuyên tâm anh em ạ. Thiếu 20 cấp nữa anh em. Lâu quá. Xem đây nha. Còn có một cái thanh khí nữa hình như coi mình có thanh khí giáp cứng rồi thì phải. Đây giáp cứng đây. Đây mình úp luôn cái giáp cứng để lấy cái phản đòn đi. Gần hết kim xanh rồi anh em. Chút nữa thì mình sẽ vô mình nạp thêm. Nạp thêm một mấy chục ca nữa quay tiếp anh em ạ. Tăng lực chiến thì mình cũng lấy làm gì nữa, chủ yếu mấy cái thanh khí này thôi, thanh khí giáp cứng này.
xác suất phản đòn, lên xác suất phản đòn nha anh em. Nếu mắc cái kia thì chắc là cũng giống thanh khí đinh lăng lên 150 anh em. Tăng 5% HP cho bản thân trong 4 giây. Nên giảm sát thương PVP anh em ạ. Chút nữa mình sẽ up full cái này luôn. Đây. Thần bình công này. Sẽ để chọn cái chuyển hóa này nha. Mình sẽ lấy mắt cái sát thương chí mạng này đi. Anh ạ. Sát thương xuyên tâm này. 314k nữa. Để thêm cái sát xuân đánh gấp đôi. 3%. 220. Ok. Đây sẽ số đánh gấp đôi. Nói chung là mỗi một cái bộ, ví dụ như cái bộ giáp nhá. Cái bộ huyễn hóa giáp này thì nó sẽ chia làm hai loại anh em ạ. Thì nó sẽ có những cái bộ thì nó sẽ tăng cho anh em thuộc tính về mặt tấn công. Ví dụ cái bộ này thì tăng về tấn công này, sát suất đánh gấp đôi này. Đấy, nhưng mà cũng có một số bộ thì nó sẽ tăng thuộc tính về phòng thủ anh em ạ. Ví dụ như kháng giáp vỡ, đúng là kháng giáp vỡ này. Đấy, hoặc là những cái bộ, còn những cái bộ ví dụ tăng chỉ số về phòng, kháng xuyên tâm, kháng chí mạng các kiểu đấy. Thì anh em cảm thấy anh em muốn chơi theo một cách nào, ví dụ phun công hay là phun thủ ấy, thì anh em sẽ tập trung vào anh em lấy cái chỉ số đấy lên anh nhá. Ok, bây giờ mình sẽ lấy cái phòng thủ lên 475k. 6% sát suất đánh gấp đôi rồi. Nó sẽ ít hơn cái của cái tấn công do là nó có hơi thiên về bộ giáp, cho nên là nó sẽ không thể lấy được nhiều chỉ số như cái bộ vũ khí các bạn. Với lại cái bản thân của cái bộ giáp thì anh em bỏ tiền, bỏ chi phí ra thì nó cũng không nhiều bằng so với cái hạt nhân của vũ khí, cho nên là nó sẽ không có nhiều hơn. Nó không có nhiều bằng nhá. Ok, còn cái giáp vỡ thì tạm thời thì cũng chưa nhiều lắm. Cho nên là mình sẽ tạm thời mình cất cái bộ này vào bên trong kho, đợi ý bên khác nếu mà có cái biến hóa ngon thì mình sẽ lấy và mình kích lên anh em. Không cần thiết để nóng vội tại vì bây giờ cũng chưa quá cần thiết anh em. Ôi mình cũng chỉ còn có 40 lượt nữa là hết
1.000 là full 1.000 anh em ạ, không 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 có lấy thêm được, là có múa cũng không được nữa anh em. Ok, thử để chút nữa quay sau anh em. Thôi, cố gắng hy vọng cái bộ giáp cứng nó lên được là vừa đủ với 120 thì tốt. Ok, vậy là event này tính ra mình cũng xem nào, cũng lên được cả 4 đến gần 5 triệu được chiến đấy không ạ, không, không, không ít nha. Nói chung nếu anh em biết cách chơi thì cũng lên rất nhiều được chiến, nhưng mà tổng thiệt hại của nó thì cũng không nhỏ anh em ạ, cũng đốt hết đâu đó khoảng 50 mấy k kim xanh rồi, khoảng 50k, hơn 50k kim xanh, 50k kim xanh cho cái event này cộng với gói ưu đãi là 649k đó, thì mới lên được khoảng 5 triệu được chiến, thì tính là tổng thiệt hại thì nó rơi vào tầm khoảng hơn 9 triệu rồi các bạn. Ok, thì anh em nào mà ở các cụm xe mới anh em có thấy được video này, hoặc là anh em có đang chơi cái event vòng quay huyễn hóa giống như mình, thì anh em lên đơn cho mình anh em nhé. Full gói ưu đãi là tổng giá gốc của nó là 815k, bên mình đặt chiết khấu là chỉ còn 649.000 thôi anh em. Đó rồi, còn các gói kim cương xanh thì anh em nạp gói nào thì mình sẽ gửi báo giá, anh em cần bao nhiêu kim xanh thì anh em cứ báo mình sẽ báo giá anh em, hoặc là mình sẽ anh em sẽ nạp theo các cái gói mà bên mình có sẵn anh em ạ. Từ gói 3K6 kim cương xanh thì bên mình nạp với giá là 600k anh em nhé. Gói 4K1 kim cương xanh với giá chỉ 658.000 thôi. Còn đối với anh em mà VIP chơi các cái gói kim cương xanh lớn hơn thì anh em nạp càng nhiều càng rẻ anh em ạ. Như anh em có thể là nạp gói 53.000 kim cương xanh với giá là chỉ có 8 triệu 3 thôi, hoặc là 90.000 kim xanh với giá chỉ có 14 triệu anh em nhé. Ok, rẻ hơn từ khoảng 25 đến 30% so với anh em tự nạp nha anh em. Ok, thì anh em nào có nhu cầu thì nhắn tin cho mình theo số điện thoại Zalo là 0946 636 282. Tất cả gói nào thì bên mình đều bảo hành vĩnh viễn cho anh em hết anh em nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video sau nha.